trái bông lan nhẹ vàng cánh trắng, còn mặt bông lan cánh vàng thì cũng vàng luôn. Vậy mà thể giấu lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt cái gì nở luôn. Từng lời từng tiếng vậy thôi. Dạ phải rồi đó anh ba, để có ăn thì có cái tiếng nữa. Từ chỉ một bộ nhà tao mà tắt điện thoại, tao tắt nhạc ngắn sướng nữa. Ôi, xin lỗi, tại nhạc to quá tôi không có nghe anh nói vậy. À, anh ơi, hồi nãy tôi có điện thoại cho anh đó anh Sáu. À, tình hình là má nó bệnh quá anh Sáu ạ. Bao đam cũng chết. Ủa vậy là anh cho tôi mượn tiền hả anh Sáu? Bạo đạo không có. Vậy là sao anh? Bạo đạo khóc. Thôi, tao mới giờ có một chút xíu mà làm khi mà có bù lúa của loa gì nữa. Ý tao á, là tao không có tiền, nhưng mà tao có cách giúp cho hai cho con đi. Cách gì anh Sóc? Hai cho con đi có việc quản lý ôm mãi không hút. Anh Sáu, tôi nói đi nha. Nhà tôi thì là nghèo thiệt mà tôi không có cho con tôi là cái nghề đó đâu ạ. Ủa, chiếc rửa, tao còn đòi chi mô. Thì tao á, là cái tiền vàng mà sạc biến động lũ mấy con đó. Chú Sáu, con ấy tôi biết nha. Con không cho ba con làm chuyện đó đâu. Ý chú, kêu ba con cướp tiền hàng không. Con lầy mà. Thì con á, là con một mà con lỡ làm dấu con một chuồng tiền vàng á. Không, tôi không có cho con tôi làm dâu tiền vàng đâu. Anh Sáu, anh Sáu, tôi nghe không có rõ. Chưa chi hết mà hai cha con sự xá sự sạc nữa đó. Xin lỗi ông. Ôi nhưng mà nhà tôi nghèo quá, nhà người ta giàu có vậy rồi có được không? Yên tâm, một khi xấu đi đã ra tay thì tiền mô ra đầy đủ hết. Nó không biết nhắn gì đẹp như đẹp gì đó. Ôi trời ơi, thằng Lóng có một vụ tiền vang hàng chiều. Dạ. Lạc như á, tao có hẹn giao đi thẳng con đi. Bây giờ con Như đi mua đi. Chơi thẳng ra, con đi. Ừ. Mặc đồ đi chắc là cưới tuổi đâu được. Cô có thay bùi đâu, bùi đâu hả? Hít. Ừ. Vô đi. À, mà mặc khoan. Viếng sầu là một khí mà đã xuất hiện hay làm chi đó là được phải công nhạc hết. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về nỗi yên, ai về là về sống. Ba chục mà tổng sáu
hợp với vai công chúa, đừng có đóng vai hoàng thái hậu. Công chúa, công chúa, công chúa, hoàng tử. Gì má? Ai mà bỏ hoài? Chế nói rồi, muốn về làm dâu gia đình nhà chế phải biết an phận thủ thường, không được cãi lời nghe chưa? Thái hậu gia lâm. Dễ sợ nè, ngồi xuống đi. Ghét ghê á. Ý của chế như thế này nè, tại vì á, về làm dâu gia đình nhà chế đó, cứ nghe lời mẹ chồng hết đi nha. Rồi có gì vậy nói lại chế, chế sẽ đề thuộc lại cho. Được không? Thiệt. Trời nói là chế mới mua cây xanh màu xế lý, đảm đã hợp cái chương nhẹ. Chế tâm đi, tao ngồi hàng tập ta mắt tiền nứt, hàng nhất thì không biết nữa. Muốn bùng mắt tao tầm mũi mà để cũng xế được. Con cái dâu mà. Trời ơi, chú Sáu bị sao vậy? Bị bắt thằng bố hả? Sao? Trời ơi, nói đi trời ơi, nói. Mười đến ăn lắm thì bị bệnh. Không qua được. Thôi, còn chiếc trá con mới đi về đi. Thằng quá trời. Ai bệnh ai chết hồi nào? Trời ơi, nói nghe nè, hồi nãy giờ hai bên thỏa thuận xong hết rồi. Yên tâm. Ai dẫn sót? Thôi được rồi, nói luôn cho nghe. Long đây. Tiểu Long nữ. Vì đang hút, ngồi đây thằng mặt đồ đẹp đẹp là chinh chú dữ lắm. Con gửi mặt đồ chứ làm con. Dạ, tại vì là con bên hát đến nay vậy. Đó, gửi đi hả? Trời, mày giàu hát lắm mà. Em hát là vì đam mê. Ngày nào mẹ mẹ. Kỳ chứ bà Kỳ. Hàng Kỳ mà hàng làm chủ tiền vàng mà không phải một tiền phải ba tiền. Bây giờ lấy được thì lấy, không lấy được thì nghỉ lấy. Trời ơi, có cái gì đâu mà nổi nóng như vậy nè. Em nói anh nghe, thực ra là cái chuyện em á, cái gì là đánh dưới giả thôi. Còn à, em với anh mới là tiền. Sao? Anh nói giúp tôi là vậy đó hả anh Sáu? Tôi đau mà, như vậy. Nếu giờ mình về rồi còn bệnh tình của mẹ thì sao hả ba? Cha không thể hy sinh hạnh phúc của con. Đây yên tâm đi, chế đâu, chế nói con ở nhà nhà với chế. Nếu con ngoan ngoãn mà nghe lời, chú sẽ cho con tất cả mà. Đúng rồi đó. Chỉ cần cứ nghe theo mọi sự sắp xếp của chế, cái gì chế cũng chiều hết. Để nghe, điều đầu tiên về làm dâu nhà chế thì chú sẽ sống chung với vợ chồng của chế. Sống chung với vợ chồng chế? Đúng vậy. Không được đâu. Kỳ lắm. Kỳ hả? Rất kỳ. Còn nữa nha, vài năm nữa chế sẽ dẫn Cưng đi làm phụ tinh nhân tạo. Rồi Cưng á sẽ để cho chế hai đứa con, một trai một gái. Cái bài này chế bớt căng nhăn á. Như vậy là được rồi. Được không? Được không? Dạ, được.
có với thằng Diều rồi, thì đừng đây chứ nữa đi vô theo tao, tao động tiên kia từ trước đó. Vợ đã tìm được rồi, đã tìm được tình nhân thế mạng rồi.